Giới thiệu tới cả nhà hai đầu em mà đi đề nông 1600 AL, con này chạy mắt phổ thông dễ thay ha, giải mã nhạc số không cần mồi, giải mã bằng nút S monitor ở đây. Dạ, ở đây bên đây là nút chỉnh ha, hai cổng quang, một cổng đồng trục ha. Dạ, 1600 thì thường được các bác mệnh danh là ông hoàng nhạc số. Dạ, nhạc vàng. Dạ, nhạc vàng, nhạc bolero. Dạ, ông hoàng nhạc vàng. Rồi em vừa mới thu từ trên mạng xuống nè, bây giờ em sẽ phát lại cái bài đó ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, con này em bán với giá 8 triệu nha, và 8 triệu cả khiển rin, và khiển rin đúng đời nha các bác. Rồi, bác nào quan tâm hoặc có tự cần tư vấn gì thì cứ liên lạc trực tiếp với em theo số điện thoại bên dưới ha. Rồi em xin cảm ơn các bác, em bán hàng không COD nha các bác. Máy em test live, chuyển khoản em gửi hàng, bao ship. Rồi em xin cảm ơn các bác. Em xin chào.